Tử vi tuổi Đinh Sửu 1997 tháng 7 âm lịch. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt để hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tháng cô hồn theo dân gian quan niệm là tháng xui xẻo, tháng của cô hồn, dạ quỷ. Chính vì thế mà trong tháng này, mọi người thường kiêng kỵ không làm việc lớn. Ấy vậy mà trong tháng này, tuổi Đinh Sửu lại là một trong những con giáp ít ỏi có được may mắn, thành công. Bởi những người tuổi Đinh Sửu 1997 là người dịu dàng, biết quan tâm, chăm sóc. Ngoài ra vì hành thủy chủ về trí tuệ nên những người tuổi Đinh Sửu mệnh giản hạ thủy cũng có đầu óc thông minh, giỏi giang, có tài ứng biến. Trong học tập, công việc, họ thường là người có suy nghĩ đột phá, đưa ra những ý tưởng mới lạ. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với phần luận giải về tử vi của tuổi Đinh Sửu trong tháng 7 âm lịch. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Đầu tiên là phần tổng quan vận hạn của gia chủ tuổi Đinh Sửu trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Đinh Sửu 1997 mệnh giản hạ thủy có đặc trưng là rất nỗ lực làm việc, cũng chẳng nề hà gian khó, luôn hướng tới mục tiêu đã định. Họ đặc biệt không thích ồn ào, không thích gây chuyện thị phi. Gặp người yếu đuối, họ sẵn sàng giúp đỡ hết mình, chứ tuyệt nhiên không có ý định hiếp đáp. Người này có tinh thần hiệp nghĩa hiếm có, luôn đứng về lẽ phải. Họ không run sợ trước cường quyền, không khoanh tay bó gối đứng nhìn kẻ xấu, chẳng nhắm mắt làm ngơ khi thấy người nguy nan. Người tuổi Đinh Sửu 1997 có tố chất lãnh đạo, cũng có chủ kiến riêng. Họ không dễ gì khâm phục người khác, nhưng nếu gặp người khiến họ tâm phục khẩu phục thì sẽ chẳng ngại ngần mà tán thưởng. Về mặt tình cảm, người tuổi Đinh Sửu 1997 khá đào hoa. Họ sớm tìm được người lý tưởng và nhanh chóng đi đến hôn nhân. Có điều người này không nên gây mâu thuẫn với bạn bè hay gây chuyện thị phi. Làm vậy sẽ khiến kẻ tiểu nhân lợi dụng thời cơ hãm hại, đem tới không ít phiền phức. Đinh âm hỏa gặp bính dương hỏa nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản thân. Đối với gia chủ tuổi Đinh Sửu trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình, nên có những cách ứng xử phù hợp, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình nhà mình. Đặc biệt năm 2021, gia chủ tuổi Đinh Sửu nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa. Ý chỉ thái tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Đinh Sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ vận trình của gia chủ tuổi Đinh Sửu trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Theo tử vi tháng 7 âm lịch, sự nghiệp của gia chủ Đinh Sửu nhìn chung trong hôm có cát, bản mệnh sẽ gặp được quý nhân. Nhờ thế mọi sự liên quan đến công việc đều khá thuận lợi, suôn sẻ. Tháng 7 được dự báo là quãng thời gian thuận lợi nhất trong năm trên mọi phương diện đối với những người tuổi Đinh Sửu. Bạn sẽ có những bước đột phá nhất định, có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho hợp tác dự án, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh, cải thiện hiệu suất. Tuổi Đinh Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, có quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp. Trong công việc, nếu gặp vấn đề khó, chưa biết cách giải quyết hợp lý thì đừng ngại xin ý kiến của những người đi trước. Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi sẽ giúp bạn giành được cảm tình của mọi người, tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Ngoài ra, cẩn thận chuyện ký tá giấy tờ, tránh bị lợi dụng hay lừa gạt, khiến bản thân vướng rắc rối pháp luật. Thầy Gia Cát khuyên bản mệnh cần nhớ rằng phải giữ cho mình sự khiêm tốn, chờ thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang, tự phụ, mất cảnh giác trước những tình huống xấu.
Đặc biệt thời gian này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Đinh Sửu hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí sẽ giúp bạn khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp công việc hành thông thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn, bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi hung tinh, kẻ tiểu nhân, tăng cường cát khí cho các bạn. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Trong tháng 7 này, vận may thay đổi theo hướng tích cực, tiền bạc đang về với con giáp tuổi Đinh Sửu biết nắm bắt lợi thế của mình để phát triển việc kinh doanh, đầu tư. Vì thế bạn nên tập trung hơn cho việc gia tăng tài sản, đừng lãng phí quá nhiều thời gian cho việc rong chơi. Đại hao hung tinh nhập mệnh, các bạn dường như đang kiếm tiền quá dễ dàng nên không mấy trân trọng công sức của mình. Bạn dễ dàng thỏa mãn bản thân bằng việc mua sắm những thứ mình thích, không quan tâm đến giá cả, thường chẳng cần biết mình có thực sự cần đến nó hay không. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Gia chủ tuổi Đinh Sửu nếu không biết cân đong đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng sẽ chảy túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các bạn hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bạn. Từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho những gia chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Theo tử vi 2021, tháng 7 âm lịch, chuyện tình cảm của những người tuổi Đinh Sửu khá ảm đạm. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian, tâm sức cho công việc, dù bạn có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi, áp lực khiến cho gia chủ tuổi Đinh Sửu dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Đối với gia chủ Đinh Sửu, nếu đã lập gia đình, gia thất, trong năm Tân Sửu là một năm không tốt, tình cảm vợ chồng có sự mâu thuẫn, gia đạo bất hòa, có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy, bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên trong tình huống này, bản mệnh trở nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần, mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Còn đối với gia chủ Đinh Sửu đơn thân thì đây là một năm tình duyên có sự cản trở. Tình duyên có sự chia ly không hòa hợp, nên cầu duyên thì sau này mọi việc sẽ tốt lành. Đồng thời, bạn nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình với nửa kia của mình. Có thể bạn đang quá bận rộn với công việc, mất nhiều thời gian để giải quyết những khủng hoảng trước mắt, quên mất rằng mình còn một nửa để yêu thương. Ngoài ra, để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Đinh Sửu hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đặc biệt những bạn tuổi Đinh Sửu còn năng độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Người tuổi Đinh Sửu may mắn không gặp phải các bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, do phải suy nghĩ quá nhiều, tinh thần mệt mỏi, sẽ bị đau đầu, mất tập trung. Tử vi tháng này cho rằng tháng 7 âm lịch có thể một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu những người tuổi Đinh Sửu không cẩn thận. Đây là điểm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa, cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Người tuổi Đinh Sửu còn rất trẻ, thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Trong thời gian này, bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập nghiêm túc với chính mình. Ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe mà bỏ bê bản thân. Gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất,
thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm, theo tuổi của gia chủ Đinh Sửu, sinh năm 1997. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ gửi đến quý vị những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch để gia chủ tuổi Đinh Sửu có thể giúp cho quý vị nắm bắt được những ngày cát hung trong tháng, tránh trường hợp không may xảy ra trong tháng cô hồn đầy nguy hiểm. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân, nạp âm sơn đầu hỏa, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý, thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với người tuổi Đinh Sửu trong tháng 7 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 7 tới ngày 15 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, ất mùi. Thứ hai ngày âm lịch 20 tháng 7 tới ngày 27 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, đinh mùi. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Đinh Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn kích công danh tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Đinh Sửu tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 1 tháng 7 tới ngày mùng 8 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Mậu Tý, nạp âm Phích Lịch Hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 13 tháng 7 tới ngày 20 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Canh Tý, nạp âm Bích Thượng Thổ. Thứ ba, ngày âm lịch 25 tháng 7 tới ngày mùng 1 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Nhâm Tý, nạp âm Tang Trá Mộc. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Đinh Sửu trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chương trình từ những ngày đầu tới giờ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.